Thưa quý vị, chưa có năm nào người dân tỉnh Phú Yên lại phải hứng chịu nước lũ từ thượng nguồn dồn dập đổ về vùng ven và hạ lưu sông Ba gây ngập lụt như năm nay. Mặc dù nước từ hai hồ thủy điện sông Ba Hạ và sông Hình, bậc cuối của dòng sông Ba lúc cao điểm xả lũ là hơn 9.000 mét khối một giây, thấp hơn năm 2009 khoảng 4.000 mét khối một giây, nhưng đã gây ngập lụt trên diện rộng. Nhiều người dân cho rằng nước lũ lên nhanh một phần do thủy điện xả lũ, thế nhưng không thông báo và khiến cho họ bị động, không kịp trở tay. Tối ngày 29 đến 7 giờ sáng ngày 30 tháng 11, hai nhà máy thủy điện sông Ba Hạ và thủy điện sông Hình đã xả lũ tổng lưu lượng tăng dần từ 5.000 mét khối một giây lên 11.000 mét khối một giây. Chưa đầy 2 giờ sau, nước đã phủ trắng 5 trên 8 thôn của xã Sơn Giang, huyện Sông Hình, khiến người dân bị động không kịp trở tay. Đây chỉ là những khu dân cư trong hàng trăm khu dân cư của tỉnh Phú Yên chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ này. Một tiếng hồ là cũng như là nó ngập trong nhà, nếu nói chung là từ về sôi là nó chạy ra trong nhà luôn. Trở tay không kịp. Nó chạy trong nhà luôn chứ còn làm người dân là nó chứ là vừa xem là người dân chạy đi liền chứ còn không cách nào mà nó chuyển đồ đi được hết á. Chiều tối ngày 30 tháng 11, hơn 400 ngôi nhà với 1.600 khẩu của xã Sơn Giang, huyện Sông Hình bị chìm trong nước lũ. Nhiều người mắc kẹt vì nước lên quá nhanh. Phải đến gần 24 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường, di rời người dân đến nơi an toàn. Thiệt hại của bà con dân này hầu hết này là cái thức ăn gia súc cũng như là cho người và trâu bò, đặc biệt là rơm rạ và cái lương thực thực phẩm bà con dự trữ thì do cái lượng nước nó quá lớn cho nên là bà con không chủ động được, cho nên hiện giờ là ướt hết. Nên cái này đánh giá là sau cái thiệt hại sau cái mưa lũ này thì thiệt hại cho bà con dân là cũng rất là nặng nề. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, mưa lớn nhiều ngày, các thủy điện bậc trên dòng sông Ba ồ ạt xả lũ làm lượng nước đổ về các thủy điện bậc dưới quá lớn nên buộc phải liên tục xả lũ. Trong khi đó, nước thủy triều dâng cao làm lũ ùn ứ, rút quá chậm, khiến 17.800 nhà dân phải chịu cảnh ngập lụt nặng trong thời gian dài chưa từng có như hiện nay. Vì vậy, các bộ ngành liên quan cần xem lại quy trình phối hợp vận hành xả lũ liên hồ chứa giữa các hồ thủy điện trên dòng sông Ba nói riêng, các thủy điện trên cả nước nói chung.